Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn Hải Dương, là một kênh chuyên ghép và test các bộ hát karaoke. Trong buổi sáng ngày nay, em làm một clip trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác là những người đang có nhu cầu tìm hiểu về các cổ mic. Thì trước mắt quý vị và các bạn, đó là cổ mic đến từ thương hiệu BBS. Đây là một dòng cổ mic thuộc phân khúc cao cấp nhất trong các dòng cổ mic của BBS. Nói về cổ mic BBS thì có rất nhiều anh em audio đã bán trong suốt 3 năm vừa qua, xuất phát từ cái nhu cầu của các bác. Thế do vậy, ngày nay số lượng em nhập về là 60 cổ mic, và cũng muốn làm một clip quảng bá và giới thiệu đến các bác đang có nhu cầu. Trước khi vào vấn đề phân tích, em xin được nói rõ về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như về giá thành để các bác đỡ sốt ruột. Thì đây là một cổ mic do trực tiếp công ty BBS sản xuất, là một dòng cổ mic cao cấp nhất và một sản phẩm chính hãng. Thứ hai, để quảng bá cái thương hiệu cũng như để chào hàng thì em bán cho các bác với giá là 220.000 một cổ mic này, bao gồm cả phí vận chuyển và em giao hàng toàn quốc. Thì với những cổ mic như này thì các bác mua chỉ cần cho em địa chỉ và số điện thoại là em gửi đến tận nhà, không cần phải bao ship. Lý do cái cổ mic này nó rất nhẹ. Thì bây giờ em xin trân trọng giới thiệu các bác. Thì đây chính là cổ mic đến thương hiệu BBS Pro Show, do trực tiếp công ty BBS sản xuất. Và cổ mic này là có màu vàng chanh, được đóng trong một cái hộp rất chắc chắn và chi tiết. Và mã của nó là S40 cộng X40. Đây là mã. Còn cái mic này, trước khi được nhà sản xuất lắp vào trong hộp này thì đã dán một cái tem. Cái tem này là cái tem để chống hàng giả và khẳng định đây là hàng chính hãng do công ty BBS sản xuất. Bác có thể nhìn vào tem này, BBS, mã vạch, mã QR để quét. Thì cái lý do tại sao em cung cấp cho các bác cái cổ mic này với hai nguyên nhân để các bác có thể lựa chọn và mua cổ mic này như sau. Thứ nhất là các mua mic, cái cổ mic về để thay thế cho các cái cổ mic như mic không dây và mic có dây, không may bị hư cái cổ mic này thì các bác có thể mua cổ mic BBS này về lắp để thay thế những cổ mic đã bị hư. Thì cổ mic này có thể lắp cho mic có dây hoặc không dây, nên em lưu ý vậy. Và trường hợp thứ hai, các có thể mua cổ mic này về để thay thế vào những cái mic mà có chất lượng kém, ví dụ như là bass kém này, rồi chất âm không hay, khi hát nó lặng, thì các bác có thể là mua cái này về và thay thế. Thì cái cách mà để kiểm tra cũng như thay thế cái cổ mic này thì em tiếp tục giới thiệu các bác như sau. Muốn xác định mà cái cổ mic ở nhà các bác ấy nó còn chạy hay không thì các bác chỉ làm một cái động tác hết sức đơn giản này để kiểm tra xem cổ mic đó còn sống hay không. Thì từ đó các bác sẽ đưa phương án là lên mua hay không mua cái cổ mic này. Đó, như vậy. Và em xin lưu ý lại một chút này, cái cổ mic này bác nhé, có thể thay cho mic có dây hoặc không dây đều được cả. Thì trường hợp nhất mà các bác mà khi mà hát ấy mà không may cái côn mic này nó chết thì làm thế nào để các bác kiểm tra được cái côn mic nó còn sống hay không, thì từ đó mình sẽ quyết định mua hay không. Thì cách kiểm tra là sao? Bác có thể cầm một quả pin như này, quả pin con thỏ hoặc quả pin điều khiển cho bác bỏ ra và bác sẽ giữ chặt cho em một cái đầu dây, một đầu dây của côn mic này, và đầu dây còn lại bác cọ đi. Đấy, bác nghe có chưa tiếng gì xẹt, chưa chặt rồi, đầu chưa chặt rồi. Chặt. Khi bác cọ mà nghe tiếng xẹt xẹt tức là cái cổ mic này còn sống. Đấy, bác nghe chưa? Đấy, như thế thì tức là cái côn mic này chưa chết. Nếu như bác chưa có ý định thay thì bác kiểm tra lại
cái dây cái giết là công tắc rồi em, thấy không chưa? Còn trường hợp thứ hai, nếu như bác mà những cái mic như bác mà nó hát nó không được hay lắm thì bác có thể nghĩ đến thay của mic này. Thì hình thức rất đơn giản thôi, bác cần vặn cái đầu mic này ra, và trong cái côn mic này nó sẽ có một cái côn mic, đây nó sẽ có một cái côn. Bây giờ làm một tay mà quay rất là khó. Cái này là mic mic chuẩn rồi, nó hai lớp em không nói rồi đây nhá, cái côn hai lớp. Thì bác chỉ cần cắt hai dây ra và bác chú ý là lối đúng màu, màu đen với màu đen và màu đồ hóa, màu đồ hóa. Như vậy thì hát nó không bị nghẹt động ca. Níu nhá, nó có chiều âm dương, lắp hộ vào cái, lắp hộ đúng chiều ấy. Thế nên cách thức thay chỉ đơn giản như vậy thôi bác nhá, không có gì khó khăn khi thay một cái củ mic này vào. Còn những cái mic mà không dây, nếu như cái cao su này nó dày quá thì các bác có thể gọt cao su này nó nhỏ đi, hoặc bỏ cái cao su này ra để bác nhét vào cho ổn định. Khi mà nhét xong bác có thể dùng một ít keo, keo như keo con chó đấy, hoặc là cái keo mà vá xe đạp ấy, bác quẹt nhẹ mà ấn vào để khi nó khô nó chắc, nó không bị long cái củ mic này. Thì cách thức rất là dễ dàng như vậy thôi, cách thay củ mic không có gì khó cả. Là cách thức thì các bác có nhu cầu về các củ mic xịn như này, hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140, và em giao hàng toàn quốc. Một củ mic này chỉ có giá là 220.000, tức là bao ship cho toàn thể các bác. Đấy, các bác có nhu cầu ủng hộ em nhé. Và đây là một củ mic cao cấp nhất trong các dòng BBS, và được đựng trong một cái hộp rất đẹp chi tiết này. Đấy, bác có nhu cầu liên hệ với em. Anh Nguyễn chào các bác.